Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây thì trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video clip dài khoảng 1 phút ghi lại hình ảnh một nhóm phượt thủ chạy xe máy đuổi theo và dùng đá tấn công một chiếc xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều người phải bức xúc. Thế nhưng nguyên nhân ban đầu được cho là do chiếc xe khách đã xảy ra va chạm với một người trong nhóm phượt thủ nhưng lại không dừng lại giải quyết. Theo đó thì chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 49D002XX chạy hướng thành phố Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh đã bị một nhóm phượt thủ khoảng 10 người rượt đuổi, dùng gạch đá và vật cứng liên tục ném vào cửa kính xe khách. Qua những gì được clip ghi lại, dù một lúc sau xe khách đã bị vỡ, khói đen bốc lên nghi ngút, thế nhưng chiếc xe khách vẫn ra sức chạy chao đảo để tránh gạch đá của nhóm thanh phượt thủ. Sau khi đoạn clip được xuất hiện trên mạng xã hội, không ít người đã tỏ ra bất bình vì hành động liều lĩnh của nhóm phượt thủ. Đa phần mọi người đều cho rằng việc nhóm phượt thủ đuổi theo ném đá không chỉ gây nguy hiểm cho những người trong xe khách mà còn cho chính mình và những người tham gia giao thông xung quanh. Bên cạnh đó thì cũng có không ít người cho rằng chiếc xe khách kia nên dừng lại giải quyết vụ việc thay vì bỏ trốn. Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã vào cuộc xác minh sự việc này. Được biết thì sự việc này được ghi lại vào cuối tháng 12 năm 2019, xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua địa phận xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Dù sự việc đã xảy ra được 5 tháng, thế nhưng đoạn clip là bằng chứng quan trọng để cơ quan chức năng xác định được những người liên quan. Qua điều tra được biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc này là do trước đó, chiếc xe khách đã xảy ra va chạm giao thông với một người trong nhóm phượt thủ, thế nhưng không dừng lại giải quyết nên nhóm phượt thủ này đã đuổi theo và dùng vật cứng để tấn công. Hiện Công an huyện Di Linh đã giao cho đội cảnh sát hình sự lập hồ sơ để làm căn cứ xác minh và điều tra làm rõ sự việc. Trong sự việc xác định không có ai bị thương, còn chiếc xe khách bị ném đá thì đã được định giá thiệt hại. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của SNews. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe SNews nhé.